rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Bất ngờ tử vi tiết lộ Đinh Tị 1977, thần tài báo mộng, giàu sang đúng tháng 3 âm lịch năm 2024. Quý vị thân mến, cuộc đời khổ tận cam lai, không bè không bạn không ai giúp mình, bao nhiêu thất bại khổ đau, từ nay chấm hết vận xui đến mình. Bản mệnh cố gắng không ngừng, bốn mùa sung túc giàu sang bất ngờ. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý vị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý anh chị tuổi Đinh Tị thân mến, có một điều mà Đinh Tị chắc chắn cần phải khắc cốt, ghi tâm, đó là hãy cứ kiên trì và bền bỉ, mọi việc sẽ được đổi cảnh sang trang. Cái gọi là mệnh do kỷ lập, tức số phận do tự bản thân mình tạo thành, dù thắng hay thua, được hay mất, cũng đều do chính mình cả. Đúng vậy hay không? Nếu đã quyết thì không cần phải hối hận, sai thì sửa, nay thua thì mai khắc phục, chỉ cần ta còn bước, còn nỗ lực, kiên trì, chắc chắn mọi điều rồi sẽ ổn thỏa, an yên. Lại nói, Phật Thánh không can thiệp vào nhân quả, nên cầu trời, đất hay cầu vận may chẳng thà tự cầu chính mình. Thay đổi hành vi, thay đổi lựa chọn, ắt thay đổi mọi biến số, mọi con đường mà thôi. Nếu anh chị muốn ngày mai yên bình, thì ngày hôm nay anh chị cần phải chiến đấu. Chiến binh không phải lúc nào cũng chiến thắng cả, mà lại không ngừng chiến đấu, dù chỉ một giây khi đang trong trận. Trong tháng 3 âm lịch này, bản mệnh Đinh Tị sẽ nhận lại tất cả những gì mà họ đáng được nhận, những vinh hoa, phú quý, giàu sang mà lúc trước bị tiểu nhân thị phi cản đường bấy lâu nay, thì cũng đến lúc thành tựu về với anh chị Đinh Tị, sinh năm 1977. Muốn biết cụ thể thế nào, hãy để Tử Vi tiết lộ bí mật ngay dưới video sau. Và nếu quý cô bác, anh chị thấy video này hay thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1. Nếu không hay thì hãy để lại số 0, để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video. Quý vị nhé! Sau đây là đôi lời tâm sự của Tử Vi dành cho quý cô bác tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977. Quý vị thân mến, sinh ra dưới mảnh trời quê nghèo, cuộc đời của họ như một bức tranh thấm đẫm những thăng trầm, dâu bể. Nhìn vào họ, ta cảm nhận được sự cơ cực, túng thiếu, bần hàn, in hằn trên khuôn mặt, trên đôi vai gầy guộc và cả trong ánh mắt đượm buồn. Thuở ấu thơ, họ lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, nhưng cuộc sống gia đình vốn dĩ đã khó khăn, nay lại càng thêm chật vật, bữa cơm gia đình thường xuyên thiếu thốn, có khi chỉ là rau dưa, mắm muối đạm bạc, những bộ quần áo cũ mòn và víu được họ chắt chiu mặc đi mặc lại, cho đến khi sần rách, trải qua tuổi thơ cơ cực. Đinh Tị sớm nhận thức được trách nhiệm của bản thân, họ gánh vác gia đình, lo toan cho cha mẹ, cho những đứa em thơ. Bóng dáng Đinh Tị luôn tất bật với công việc, với những lo toan cơm áo gạo tiền, họ không ngại khó khăn gian khổ, luôn nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống. Đinh Tị sống chân chất, thật thà, không toan tính, không bon chen. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh dù chỉ là những việc nhỏ bé, họ sống chan hòa, yêu thương, được mọi người quý mến. Dù cuộc đời trải qua nhiều gian nan, thử thách, tuổi Đinh Tị vẫn giữ cho mình sự lạc quan, niềm tin vào cuộc sống. Họ luôn nỗ lực, cố gắng, không ngừng vươn lên để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đinh Tị là biểu tượng của sự kiên cường, bất khuất. Họ là những bông hoa quỳnh nở muộn, nhưng hương thơm của họ vẫn luôn ngào ngạt lan tỏa. Đinh Tị là minh chứng cho câu nói, có chí thì nên, là nguồn cảm hứng cho những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Tử Vi thấu hiểu những gian khổ hy sinh mà quý cô bác tuổi Đinh Tị 1977 đã trải qua.
Chính những năm tháng cơ cực, túng thiếu ấy đã hôn đúc nên bản lĩnh, nghị lực phi thường và trái tim nhân hậu của quý cô bác. Và đến đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để tuổi Đinh Tỵ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Bởi vì trong tháng 3 âm lịch này, bản mệnh sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, khiến cho mọi việc đều suôn sẻ. Có rất nhiều cơ hội phát triển đang chờ đón bạn phía trước. Bạn càng làm càng hăng say, cũng tạo ra năng suất, chất lượng đáng nể. Tháng này, vận trình sự nghiệp của bạn sẽ thăng hoa rực rỡ, vượt xa mọi kỳ vọng. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm Đế Vượng, bạn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc, thậm chí còn chủ động đề xuất những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo, khẳng định năng lực bản thân. Nhờ có tam hội cục tương trợ, các mối quan hệ xã giao của bạn sẽ thêm phần hài hòa, tốt đẹp. Bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp giải quyết khó khăn, tạo dựng được thiện cảm và sự tin tưởng từ mọi người. Tuy nhiên, tháng này cũng có sự xuất hiện của dịch mã, báo hiệu rằng bạn sẽ có nhiều di chuyển, công việc bận rộn, có thể phải đi công tác xa hoặc thay đổi vị trí công tác. Dù vậy, hãy yên tâm rằng mọi nỗ lực của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Khi bạn chủ động và hăng hái trong công việc, bạn sẽ đạt được những thành quả vô cùng mỹ mãn. Có lẽ tháng này dịch mã báo hiệu sự tất bật cũng là bởi bạn luôn bận rộn với các tham vọng làm giàu của mình, vất vả một chút nhưng gặt hái thành quả rực rỡ, như vậy cũng đáng lắm. Tuy nhiên, trong mọi việc, bạn cần giữ cho mình sự cẩn trọng và tỉnh táo. Đừng vì quá tham lam mà ôm đồm quá nhiều việc, dẫn đến việc không thể hoàn thành tốt tất cả. Hãy biết điểm dừng đúng lúc để đảm bảo chất lượng cho công việc và tránh ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân. Về tài chính, tháng này có thể có nhiều khoản chi phí phát sinh. Do vậy, bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh lãng phí để giữ cho túi tiền của mình luôn rủng rỉnh. Tình cảm trong tháng này có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ và tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình với những cặp đôi đã có gia đình. Những mâu thuẫn và khúc mắc trước đây sẽ dần được giải quyết, giúp tình cảm thêm gắn kết và mặn nồng. Gia đạo cũng vô cùng hòa thuận, mang đến cho bạn sự an yên và hạnh phúc. Về sức khỏe, tuổi này có thể hoàn toàn yên tâm bởi thể trạng của bạn rất tốt nhờ chế độ rèn luyện và lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý tập luyện vừa sức, tránh quá sức dẫn đến phản tác dụng. Nhìn chung, tháng này là một tháng đầy hứa hẹn đối với con giáp của Đinh Tỵ. Hãy giữ cho mình sự lạc quan, nỗ lực hết mình và bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cả công việc, tài chính và tình cảm. Ngoài ra, cũng nên giữ vệ sinh nhà cửa để tránh bệnh tật do môi trường, uống nhiều nước, bổ sung thêm các thực phẩm tính hàn để giảm bớt nóng trong. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng. Các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng, trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần. Việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy, để biết được ngày nào tốt, ngày nào xấu, thì xin mời quý vị cùng theo dõi ngay dưới đây nhé. Ngày tốt, 1, ngày 14 tháng 4, tức mùng 8 tháng 3 âm lịch, giờ tốt, Tý, 23 giờ, đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ, đến 3 giờ, Ngọ, 11 giờ, đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ, đến 15 giờ, Sao tốt, Thiên Phúc, Nguyệt Đức, việc nên làm, xuất hành, khai trương, động thổ, cầu tài, cưới hỏi, sửa chữa nhà cửa. 2. Ngày 18 tháng 4, tức ngày 12 tháng 3 âm lịch, giờ tốt, Tý, 23 giờ, đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ, đến 3 giờ, Ngọ, 11 giờ, đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ, đến 15 giờ, Sao tốt, Thiên Quan, Nguyệt Đức, việc nên làm, cầu quan, thi cử, xuất hành, sửa chữa nhà cửa, động thổ. 3. Ngày 22 tháng 4, tức 16 tháng 3 âm lịch, giờ tốt, Tý, 23 giờ, đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ, đến 3 giờ, Ngọ, 11 giờ, đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ, đến 15 giờ, Sao tốt, Thiên Phúc, Nguyệt Đức, việc nên làm,
khai trương, ký kết hợp đồng, mua bán, cầu tài, xuất hành. 4. Ngày 25 tháng 4, tức 19 tháng 3 âm lịch, giờ Tốt, Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ, Sao Tốt, Thiên Tài, Nguyệt Đức, việc nên làm, cầu tài, đầu tư kinh doanh, mua bán, ký kết hợp đồng. 5. Ngày 27 tháng 4, tức 21 tháng 3 âm lịch, giờ Tốt, Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Sao Tốt, Thiên Lộc, Nguyệt Đức, việc nên làm, cầu tài, mua bán, đầu tư, tích trữ lương thực, sửa chữa nhà cửa. Ngày Xấu, 1. Ngày 7 tháng 4, tức mùng 1 tháng 3 âm lịch, giờ Xấu, Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ, Sao Xấu, Thiên Quan, Nguyệt Phá, việc nên tránh, cầu quan, thi cử, xuất hành, sửa chữa nhà cửa, động thổ. 2. Ngày 9 tháng 4, tức mùng 3 tháng 3 âm lịch, giờ Xấu, Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Sao Xấu, Thiên Diêu, Nguyệt Yêu, việc nên tránh, cưới hỏi, du lịch, giải trí, gặp gỡ bạn bè. 3. Ngày 12 tháng 4, tức mùng 6 tháng 3 âm lịch, giờ Xấu, Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ, Sao Xấu, Thiên Không, Nguyệt Phá, việc nên tránh, khai trương, ký kết hợp đồng, mua bán, cầu tài, xuất hành. 4. Ngày 13 tháng 4, tức mùng 7 tháng 3 âm lịch, giờ Xấu, Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Sao Xấu, Thiên Ngục, Nguyệt Yêu, việc nên tránh, cầu tài, đầu tư kinh doanh, mua bán, ký kết hợp đồng. 5. Ngày 29 tháng 4, tức mùng 23 tháng 3 âm lịch, giờ Xấu, Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ, Sao Xấu, Thiên Hình, Nguyệt Phá, việc nên tránh, cầu tài, mua bán, đầu tư, tích trữ lương thực, sửa chữa nhà cửa. Quý vị thân mến, vì thời gian có hạn nên chương trình không thể cung cấp chi tiết hơn về vận mệnh của quý tín chủ thông qua video này. Nếu quý vị quan tâm có thể để lại thông tin, ngày, tháng năm sinh, giờ sinh âm lịch bên dưới bình luận để được giải đáp thắc mắc quý vị nhé. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện sự nghiệp, tháng 3 âm lịch hứa hẹn sẽ là một tháng đầy sôi động và hứa hẹn với con giáp tuổi Đinh Tỵ trên phương diện sự nghiệp. Dưới ảnh hưởng của các cát tinh nguyệt lệnh lâm quan và tỷ kiên, bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển bản thân và khẳng định năng lực của mình. Đây là thời điểm quan trọng để bạn đặt ra những mục tiêu rõ ràng và hoạch định chiến lược cho tương lai. Công việc trong tháng này có thể sẽ tăng lên đáng kể, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình. Hãy tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất và sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Nên ưu tiên giải quyết những công việc dang dở trước đây để tạo đà cho những dự án mới. Làm việc chăm chỉ và cẩn trọng là chìa khóa thành công cho bản mệnh trong tháng này. Đừng lại học hỏi những điều mới và trau dồi kỹ năng của bản thân. Hãy chủ động nắm bắt cơ hội và thể hiện năng lực của mình để được cấp trên ghi nhận. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý không nên ôm đồm quá nhiều việc. Hãy biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống để đảm bảo sức khỏe và tinh thần luôn ở trạng thái tốt nhất. Thành công không đến một cách dễ dàng mà phải trải qua cả một quá trình phấn đấu lâu dài. Bạn nên làm việc bằng hết trách nhiệm và sự quyết tâm của mình. Những liên hệ xã hội cũng rất hữu ích với bạn trong tháng 3 âm lịch này. Sao Bách Việt thúc đẩy nhân duyên, giúp các mối quan hệ hòa hợp tốt lành. Nhờ đó, Tỵ có thể nhận được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối. Điều này sẽ giúp bạn bám sát mục tiêu,
hãy cứ làm việc chăm chỉ bởi bạn còn có thể tiến bộ hơn nữa. Về phương diện tài lộc, bước sang tháng 3 âm lịch, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Đinh Tỵ được dự đoán sẽ có những chuyển biến tích cực, hứa hẹn mang đến nhiều khởi sắc và tiềm năng phát triển. Tuy mức độ thành công chưa thể vươn lên tầm xuất sắc, nhưng nhìn chung, đây là thời điểm khá thuận lợi để bạn cải thiện tình hình tài chính của bản thân với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Người tuổi này sẽ nhận được nhiều thành quả xứng đáng, các dự án được tiến hành suôn sẻ, mang lại lợi nhuận ổn định. Nhờ vậy, thu nhập của bạn cũng có xu hướng tăng lên, giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong chi tiêu và có thể dành dụng được một khoản kha khá. Theo tử vi tháng 3 âm lịch, nguồn thu nhập chính của con giáp tuổi Đinh Tỵ trong tháng này chủ yếu đến từ công việc chính, lương thưởng được chi trả đầy đủ và đúng hạn, đồng thời có thể xuất hiện thêm những khoản thưởng nho nhỏ cho thành tích xuất sắc của bạn. Nguyệt lệnh lâm quan trong tháng này nhắc nhở bản mệnh cần có kế hoạch rõ ràng cho việc quản lý tài chính. Thay vì tiêu xài hoang phí, bạn nên tập trung vào việc tích lũy và đầu tư cho tương lai. Hãy sử dụng tiền một cách thông minh và hiệu quả để đảm bảo sự phát triển lâu dài và ổn định. Vận trình tài lộc của bạn trong tháng này sẽ phụ thuộc phần lớn vào nỗ lực, vào sự chăm chỉ của bản thân. Đừng ỷ lại hay trông chờ vào may mắn. Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội và không ngừng cố gắng để đạt được mục tiêu đề ra. Về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này hứa hẹn sẽ mang đến những chuyển biến tích cực cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Đinh Tỵ. Quyền lệnh lâm mộc dục tạo nên bầu không khí lãng mạn, hứa hẹn nhiều cung bậc cảm xúc và những điều bất ngờ cho con giáp này, dù bạn đang ở trạng thái độc thân hay đã có đôi, đã lập gia đình. Tháng này đều là thời điểm để bạn tận hưởng vận đào hoa rực rỡ, nhiều cơ hội gặp gỡ những người tốt đẹp sẽ mở ra, mang đến cho bạn những mối nhân duyên tiềm năng. Đừng ngần ngại nắm bắt cơ hội này để tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Hãy mở lòng đón nhận yêu thương và cho cả hai cơ hội tìm hiểu thêm về nhau. Đừng quá lo lắng về tương lai. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên và tin tưởng vào duyên số. Với những cặp đôi đang yêu, đây là thời điểm để hóa giải những mâu thuẫn và hiểu lầm đang tồn tại. Khi những rào cản được gỡ bỏ, hai bạn sẽ càng có cơ hội gắn kết và yêu thương nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, người đã lập gia đình cần cẩn trọng với vận đào hoa quá vượng trong tháng này. Hãy giữ thái độ rõ ràng và dứt khoát trong các mối quan hệ công việc với đồng nghiệp, đối tác khác giới để tránh những hiểu lầm không đáng có. Hãy trân trọng những gì bạn đang có. Dành thời gian quan tâm và hâm nóng tình cảm với nửa kia. Đừng để những cám dỗ nhất thời ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mà bạn đã dày công vun đắp. Về phương diện sức khỏe, tháng 3 âm lịch này, sức khỏe của con giáp tuổi Đinh Tỵ có thể có dấu hiệu suy giảm. Tuy bạn không gặp phải những căn bệnh quá nghiêm trọng, nhưng những bệnh vặt dai dẳng có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản, thiếu năng lượng và không muốn hoạt động. Lối sinh hoạt không điều độ và áp lực công việc thường xuyên là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Căng thẳng kéo dài khiến cơ thể bạn dần suy nhược, sức đề kháng giảm sút, dễ mắc bệnh. Để cải thiện tình trạng sức khỏe, bạn cần điều chỉnh lại lối sống của mình. Hãy chú ý những điều sau. 1. Ăn uống. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ưu tiên thực phẩm tươi ngon, bổ sung nhiều rau xanh và trái cây, hạn chế thức ăn nhanh, đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ, thức ăn cay nóng, uống đủ nước mỗi ngày, hạn chế đồ uống có cồn và chất kích thích. 2. Ngủ nghỉ, ngủ đủ giấc, ngủ đúng giờ, tránh thức khuya, tạo môi trường ngủ thoải mái, yên tĩnh, tránh ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử trước khi ngủ. 3. Tập luyện, tập thể dục thể thao thường xuyên, ít nhất 30 phút mỗi ngày, lựa chọn các bài tập phù hợp với sức khỏe và sở thích của bản thân như đi bộ, chạy bộ, yoga, bơi lội. 4. Giảm căng thẳng, dành thời gian thư giãn, giải trí, giảm căng thẳng bằng cách nghe nhạc, đọc sách, đi dạo, tập yoga, học cách quản lý stress hiệu quả, tránh để stress ảnh hưởng đến sức khỏe. 5. Khám sức khỏe định kỳ, đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và có biện pháp điều trị kịp thời. Bên cạnh việc thay đổi lối sống, bạn cũng nên chú ý đến các dấu hiệu bất thường của cơ thể và đi khám bác sĩ ngay khi có bất kỳ triệu chứng nào nghi ngờ. Hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân,
bởi đây là điều kiện kiên quyết để bạn có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Bất ngờ tử vi tiết lộ, Đinh Tị 1977, thần tài báo mộng, giàu sang đúng tháng 3 âm lịch năm 2024, từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Quý vị thân mến, con người khi tồn tại trên cuộc đời cần khẳng định bản thân, tìm ra mục tiêu và giá trị cuộc sống cho chính mình. Trong vài chục năm nhân sinh ngắn ngủi, ai ai cũng nỗ lực để tìm ra thước đo mà mình mong muốn, từ đó phấn đấu để hoàn thiện bản thân theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Người tìm ra mục đích đúng thì hướng đi sẽ đúng. Người xác định được mục đích chưa chính xác sẽ mắc sai lầm trên đường đời. Có người coi nhan sắc là thước đo, nên ra sức làm đẹp, ra sức phẫu thuật thẩm mỹ để mình rạng rỡ hơn, hoàn hảo hơn. Theo đuổi cái đẹp không xấu, nhưng cái đẹp chân chính là cái đẹp phù hợp với thời gian. Con người càng già đi thì dung nhan cũng theo đó mà thay đổi. Không một ai có thể mãi mãi được ở tuổi 20, nên thước đo này chỉ là nhất thời, phù phiếm. Có người tin tưởng rằng tiền tài là giá trị quan trọng hữu hình nhất, song tiền là công cụ, nhiều tiền sẽ làm được nhiều việc. Nhưng có rất nhiều thứ thì không mua được bằng tiền. Ví dụ như tình bạn chân thành, tình yêu sâu sắc, tình thần ấm áp, hay trí tuệ, sự lương thiện, đều không thể trả giá được bằng tiền. Con người trên thế giới này sống với nhau, không sống với tiền. Có người thì lại hướng tới địa vị, danh vọng, và người thì càng ở vị trí cao, thì càng có giá trị, sai lầm. Với người con thì người cha, người mẹ có giá trị hơn là chủ một công ty lớn. Với người đau khổ thì người có thể chia sẻ, an ủi lại có giá trị hơn một lãnh đạo cao cấp. Bạn giỏi giang, thành công chưa chắc đã là người có giá trị. Vậy thước đo chân chính trên đời này là gì? Lời Phật dạy về giá trị con người nhấn mạnh tầm quan trọng của đức hạnh, phẩm chất đạo đức cao đẹp, nhà sang phải tàn, tiền tài lúc có lúc không, địa vị không theo tới suốt đời. Chỉ có phẩm hạnh là thuộc về mình, được bồi đắp án nâng cao hàng ngày. Dù già hay trẻ, giàu hay nghèo, quyền cao hay thường dân đều không ảnh hưởng. Lời Phật dạy, người có đức hạnh thì nhan sắc không tầm thường. Bởi tâm sinh tướng, tướng họ thể hiện thái độ sống, khí chất toát ra từ nội tâm ra bên ngoài. Người còn đức hạnh thì tiền tài không thiếu, bởi lương tri tạo ra vật chất, cảm thấy đủ, tức là đủ. Tiêu đồng tiền chân chính, không phải lo sợ mất ăn, mất ngủ. Người có đức hạnh ắt có chức vị, ít nhất là chức vị trong lòng những người xung quanh được kính trọng và yêu mến. Con người gắn kết với nhau từ lương tâm, từ những thứ tình đản lý, từ tình cảm. Đó là mối dây bền vững nhất, chắc chắn nhất, tuy mỏng nhưng lại vô cùng dẻo dai. Giá trị của một người có sẵn từ khi sinh ra, bởi nhân chi sơ, tính bản thiện, lòng thiện chính là giá trị cao nhất, nguyên bản nhất. Qua ngày tháng, từ lòng thiện bồi đắp thêm các đức hạnh tốt đẹp khác để hoàn thiện, và có trí, có dũng, có tiến, có nghĩa, có lẽ. Và chung quy lại, Phật dạy về đức hạnh chính là dạy về cách trưởng thành đúng hướng. Sự thông thái là món quà lớn nhất mà tự nhiên ban tặng cho loài người, mà rất nhiều người đã không biết nhận lấy nó. Muốn có được sự thông thái phải chịu khó học tập. Càng học hỏi nhiều, càng tích lũy được nhiều kiến thức, con người càng hiểu biết, mở mang, nhận ra đâu là đúng và đâu là sai. Người có đức hạnh sẽ có trí tuệ cao hơn một bậc so với người vô minh. Người đau khổ nhất là người thiếu đức hạnh. Người nghèo khổ nhất chính là người vô minh. Khi trong đầu không có kiến thức, trong lòng không có thiện lương, trong người không có dũng khí, thì sự tồn tại trên đời chỉ khiến bản thân chán nản. Người khác không nhìn nhận mà thôi.
Lời Phật dạy về giá trị con người không hô hào bất cứ ai phải khẳng định mình một cách to tát phô trương, mà chỉ cần tự gian mình, tự sửa mình, tự tu tập và hướng tới những giá trị chân chính, thì dù không lên tiếng, tất cả mọi người cũng đều phải quan tâm tới sự có mặt của mình. Thưa quý vị, tiếp theo phần cuối chương trình là lời Phật dạy, không làm các điều ác. Tử Vi xin mời quý vị hãy nán lại ít phút cùng lắng nghe. Nên làm các việc lành, tự thanh tịnh tâm, không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch. Chín lời chư Phật dạy, Kinh Pháp Cú, Phẩm Phật Đà. Câu 183. Chúng ta học Phật nên bỏ đi thói quen cũ này. Tọa thiền, niệm Phật chỉ là hình tướng bên ngoài của học Phật. Nếu như cuộc sống hàng ngày không tích lũy phước đức thì lúc tọa thiền, những thói quen cũ lại khởi lên. Bởi thế, chúng ta nên từ trên căn bản mà sửa đổi ngay những thói quen cũ này. Từ căn bản là thế nào? Tức là sửa đổi ngay ở 6 căn của chúng ta. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. 6 căn là tất cả căn bản trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày chúng ta từ 6 căn, không làm các việc ác, mà làm các việc thiện, chúng ta làm cho lục căn thanh tịnh, tịnh hóa những cấu nhiễm trong cuộc sống. Chỉ cần hàng ngày chúng ta làm cho tâm thanh tịnh, thì chúng ta sẽ an nhiên thảnh thơi, thoát khỏi những lo lắng, muộn phiền tiếc nuối, thì đó chính là thiền, là định. Bởi vậy, chúng ta học Phật tu hành nên bỏ đi những thói quen cũ này, ngay trong cuộc sống thường nhật, không làm các việc ác, mà làm các việc thiện, đó là chứng minh chúng ta tu hành. Thành tựu đó là con đường tránh để học Phật, không làm ác mà làm lành, là một việc hết sức bình thường, không giống như tứ thiền bát định, thiền chỉ thiền quán. Cho nên chúng ta xem thường nó, như vậy thì chúng ta học Phật cũng như đi xem kịch mà không vì việc liễu sanh thoát tử. Nếu là như vậy thì tín và nguyện của chúng ta là bất chánh, mà bất chánh thì rơi vào tà đạo. Một người tín nguyện chân chánh xem thường việc không làm điều ác, thường làm việc lành thì đã đi con đường cong kẹo rất dễ gặp phải những chướng ngại khác. Điều này thấy rất đơn giản nhưng lại rất xấu xa. Phật dạy rằng, tất cả những việc làm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều là biểu hiện ra bên ngoài của nội tâm, động niệm mà khởi, hành vi bên ngoài và tâm niệm bên trong. Không có sai biệt, khi chúng ta tọa thiền đạt được cảnh giới nào, tầng thiền nào đều tương ứng với phương đức tu hành. Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, nếu một người tích lũy phước đức cao, thì khi tọa thiền sẽ để đạt được cảnh giới cao. Và ngược lại, một người bình thường không tạo phước đức nghiệp chướng sâu dày thì dù có ngồi thiền một đời cũng không đạt được gì cả. Bình thường chúng ta nói, tu hành, liền nghĩ đến ngồi thiền hay những gì cao xa lắm. Thì thật, tu hành là tích lũy phước đức, tu 37 phẩm trợ đạo lục độ vạn hạnh, nhưng không chỉ hoàn toàn tìm cầu phước báo bên ngoài, mà là tự tịnh kỳ ý, làm cho tâm ý mình thanh tịnh, trong sạch. Rất nhiều người nghĩ rằng tự tịnh kỳ ý là công phu của tọa thiền niệm Phật, từ cái nhân quả cảm thấy không đúng lắm. Tự tịnh kỳ ý là công phu của chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành mà được vậy. Tu hành thì chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là việc chính hành. Còn tọa thiền niệm Phật là trở hành. Tư Vi cảm thấy rất nhiều người đánh giá thấp thâm ý của chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Trong bài kệ này, hai câu này không chỉ là tư tưởng căn bản của lục tổ đàn kinh, làm việc chánh, tức là đạo, cũng tương ứng với câu dĩ giới vi sư, tức là làm việc ác, là phạm giới, việc thiện mà không làm cũng phạm giới. Có người định nghĩa, tam vô lậu học như sau, giới là chỉ giới, thiền là tọa thiền, như vậy cũng sai rồi. Hàm ý chân chánh của tam vô lậu học là nhân giới danh định, nhân định phát tuệ. Cũng có thể nói công phu của việc chỉ giới là công phu của chư ác bạc tác, chúng thiện phục hành. Khi giới đã thuần phục thì tự nhiên phát định. Định ở đây không phải là tọa thiền nhập định, định. Không chỉ có ở Phật giáo mà các ngoại đạo cũng có. Tọa thiền nhập định chỉ là một loại trợ hành mà thôi. Chư ác mạc tác chúng thiện phục hành, tự tịnh kỳ ý. Thị chư Phật giáo quả thật là một huấn thị tuyệt vời, hàm chứa dụng đại từ, đại bi của giáo chủ Thích Ca. Ngài đã vì người hậu thế học Phật chúng ta mà thiết lập con đường sắc chánh đạo rất dễ hành,
mọi người đều có thể hành, là một ngày đạt được một ngày, một người làm được việc tốt không khó. Khó là cả đời làm việc tốt, không làm việc xấu. Đạt được những vấn đề này quả thật không dễ. Như vậy mới chính là công phu tu tập. Cho nên chữ ác mạc tác, chúng thiện phục hành cũng dễ làm nhưng cũng không dễ. Chữ ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là phương thức để đến tự tịnh kỳ ý. Đó cũng là phát ngôn của lý không của việc thể chứng vô ngã. Thông thường, chúng ta từ trên giáo lý mà nắm bắt lý không vô ngã. Trên thực tế như vậy, cũng không hiểu thấu đáo, chỉ có thể thực hành, sau cùng mới có thể chân thật thể chứng lý không của vô ngã. Nếu muốn tọa thiền quán tưởng để cầu siêu giải được không, mà cuộc sống hàng ngày không có bảo chứng công phu của hành vi, thì không thể ngộ được lý không. Bởi vì chúng ta ngồi đó mà cứ không à thì đó là từ ngã cầu không, làm cho trong ý thức ở cảnh giới nghĩ rằng có một chút gì đó là không, nhưng mà ngã vẫn còn nguyên đó. Cầu không như vậy, chỉ là tự lừa dối mình thôi. Làm không được lý không của vô ngã thì đều giả không. Nếu một người trong cuộc sống hàng ngày thường nghĩ đến người khác mà quên đi chính mình thì người đó đã trải qua thể chứng không của vô ngã. Ở đây Tử Vi lại nghĩ đến Lục Tổ Đàn Kinh. Người sau này đọc Lục Tổ Đàn Kinh rất ít chú ý đến phát ngôn tốn ngộ của kinh. Phát ngôn tốn ngộ của Lục Tổ được xây dựng trên cơ sở của câu làm việc chánh, tức là đạo. Không có công phu bình thường, làm việc chánh, tức là đạo này thì cũng giống như xây lầu cát trên không mà thôi. Trong Lục Tổ Kinh, vị bậc thượng căn, thượng trí mà khai lập pháp môn thủ thắng đốn ngộ, đồng thời cũng nhấn mạnh công phu thông thường của làm việc chánh, tức là đạo giống như tâm bình thì việc gì phải chỉ giới hành đúng thì việc gì phải tu thiền. Nói đến cùng, pháp môn đốn ngộ cũng là công phu thường ngày, là công phu thường ngày của bậc thượng căn. Và nói đến bậc thượng căn, tức là không phải chỉ cho những người thông minh, mà là chỉ cho những bậc có thiện nghiệp. Sâu dày tâm bình hành trực chỉ có những người có thiện nghiệp sâu dày. Tâm bình hành trực, tích lũy công phu đến một trình độ nhất định, cơ duyên thuần thục, giống như quả chín thì rụng, khai ngộ thôi. Cho nên phương châm làm việc chánh là đạo, cùng với pháp môn đốn ngộ trên phương diện công phu là giống nhau. Người trước là xem trọng phần nhân mà nói, người sau vì xem trọng phần quả mà nói. Cho nên Lục Tổ nói, Phật Pháp ở tại thế gian, không xa lìa thế gian mà giác ngộ. Nếu tách khỏi thế gian mà tìm cầu bồ đề thì cũng như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Chúng ta đọc đàn kinh dù thế nào cũng nên say mê cách miêu tả ngoại tướng của phát ngôn đốn ngộ như trong một sát là vọng niệm tiêu diệt. Nếu nhận thức được tự tánh một khi ngộ thì thành Phật. Lục Tổ khai lập phương tiện như vậy không sai. Nhưng người học Phật chúng ta nghĩ như vậy, tức sai, là vọng tưởng chúng ta nên đi theo chữ ác mạc tác, chúng thiện phục hành mà cố gắng thực hành. Điều mà Tử Vi cảm thấy buồn nhất là từ sau đời Đường Thiền Tông phát triển, ngồi thiền giống như phong trào. Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào phát ngôn đốn ngộ, đều muốn lập tức thành Phật mà vấn đề chữ ác mạc tác, chúng thiện phục hành rất ít được người nghĩ đến, thậm chí còn xa vào sự tranh cãi giữa hai phát môn, đốn và tiệm. Đây là điều đáng lo của Phật giáo. Vứt bỏ cơ bản của Phật giáo mà đi tìm kiếm những cành lá vụn vặt là điều không nên. Trong tất cả kinh điển Tam Tạng, 12 bộ đều là những điều cơ bản và căn bản phân tích rõ thế nào là hành đúng chánh đạo. 37 phẩm trợ đạo lục độ, tứ nhiếp pháp đều là giáo pháp quan trọng của Phật giáo. Đó cũng là sức sống hiện tại của Phật giáo. Lục Tổ Kinh, vị bậc thượng căn lập nên pháp môn đốn ngộ, đồng thời cũng chứa đựng phát môn niệm tu, pháp tức không đốn ngộ, chỉ có nhanh hay chậm mà thôi. Chánh pháp vốn không có đốn tiệm, chỉ có con người có lợi, căn độn căn mà thôi. Tự thức bổn tâm, tự kiến bốn tánh, tức không có gì sai biệt. Cho nên lập đốn tiệm chỉ là giả danh. Nếu chúng ta đọc kỹ thư tịch lịch sử và đăng lục, sẽ dễ dàng phát hiện chư vị cao tăng đại đức thời xưa đều xem trọng chánh hạnh. Trong cuộc sống hàng ngày như Mã Tổ Đạo Nhất nói bình thường tâm thị đạo, đó là yêu cầu chúng ta tu hành trong cuộc sống hàng ngày, trong thời cận đại và đương đại, như Đại sư Hư Vân và Chư Tôn Đức hiện tại cũng hết lòng khuyên bảo đệ tử rằng học Phật nên từ chánh hạnh mà bắt đầu, đó là cơ bản của Phật giáo. Trước đây thường có người đến hỏi Tử Vi thiền là gì, Tử Vi trả lời họ, không suy nghĩ lung tung, không suy nghĩ vớ vẩn, đó là thiền. Chúng ta hàng ngày thường hành chư ác mạc tác,
chúng thiện phụng hành là vì mục đích thâm áo của quán không để chứng ngộ vô ngã, chứ không vì tìm cầu phước báo. Nếu vì mục đích cầu phước thì rơi vào chấp tướng, không thể thoát ly sanh tử, vượt qua luân hồi, lục đạo. Điều này làm chúng ta nghĩ đến những người gương mẫu của xã hội. Họ đều là những người tốt, vì xã hội cống hiến nên được chọn làm gương mẫu, nhưng sau đó cảm thấy bị áp lực rất nhiều và mệt mỏi, bởi vì họ chấp giữ tướng nội tâm bị chằng chịt trong danh dự. Gương mẫu, người học Phật nên ngay trong cuộc sống thường nhật mà bỏ ác làm lành, thực hành theo chánh đạo, không chấp xử tướng, làm theo sự lý, tự tại vô ngại và cuối cùng sẽ chứng Phật quả. Và sự thật thì chúng ta đều khẳng định rằng nếu chúng ta làm việc tốt thì được mọi người khen ngợi và tự mình trong lòng cảm thấy vui, ăn ngon ngủ được. Nhưng nếu hôm nào làm một việc gì xấu thì bị mọi người khinh thường. Tuy họ không nói ra nhưng lòng ta cũng cảm thấy áy náy, ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không nên xem thường việc làm trong cuộc sống hàng ngày, thật đáng sợ. Một hành vi bé tí, một ý niệm nhỏ nhỏ đều ảnh hưởng đến nội tâm của chúng ta. Đó là lý do hôm nay chúng ta làm mới hai câu kệ: chư ác mạc tác, chúng thiện phục hành. Quý vị cô bác anh chị thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước.